theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai. Từ đầu năm đến nay, tổng số ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện trên địa bàn tỉnh là 642 ổ dịch, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ ổ dịch xử lý trong toàn tỉnh đạt 100%. Theo CDC tỉnh, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận một ca sốt xuất huyết tử vong vào tháng 4, trong khi số ca mắc thấp. Vì vậy, trong thời điểm mùa mưa, số ca mắc tăng, một số xã huyện có số ca mắc vượt đường công chuẩn. Các huyện cần theo dõi sát hàng tuần tình hình tại địa phương để có kế hoạch phun hóa chất chủ động hoặc diện rộng kịp thời, tăng cường truyền thông cho người dân diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt để hạn chế số ca mắc, đồng thời nhận biết các dấu hiệu bệnh để đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời, hạn chế ca tử vong.